hơn 500 cảnh sát kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay ở Thanh Hóa. Trong một ngày, hơn 500 cán bộ công an của tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân kiểm tra hành chính 188 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa. Ngày 29 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cùng ngày, hơn 500 cán bộ công an của Công an huyện Quảng Xương, Công an thành phố Thanh Hóa và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra 188 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa. Kết quả kiểm tra 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng chức năng phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đầy đủ, cầm cố xe không có giấy ủy quyền. Đáng chú ý, cũng qua kiểm tra trên địa bàn huyện này, lực lượng công an phát hiện 5 cơ sở cho vay tài chính có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt giữ 5 nghi phạm. Tại thành phố Thanh Hóa, lực lượng công an kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay tài chính, phát hiện 1 cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, 50 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục phân loại, điều tra để làm rõ hành vi vi phạm. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ và cho vay tài chính lần này ngoài để chấn chỉnh, xử lý các hoạt động cầm đồ, cho vay tài chính không đầy đủ thủ tục, còn nhằm sàng lọc để xử lý tội phạm cho vay nặng lãi nhưng núp bóng hình thức cầm đồ.